Hello everyone, chào các bạn học sinh thân mến. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 8 thường. Hôm nay chúng ta cùng nhau giải bài Test for Unit 4. Test for Unit 4 nha các bạn. Trang 27, bài số 5. Bài số 5 là mã trang 27. Rồi câu số 1. Tại sao bạn gọi cho tôi quá trễ vào tối hôm qua? Bây giờ các bạn nhớ đây là thì gì? Tối hôm qua đây là thì quá khứ đơn. Đây là thì quá khứ đơn, câu khẳng định của quá khứ đơn. À quên, câu nghi vấn của quá khứ đơn. Nó phải có did ở đây. Why did you call me so late last night? Câu số 2, what do you use to do when you left, when you felt afraid? Câu này nghĩa là gì? Bạn làm cái gì, bạn đã từng làm cái gì khi bạn cảm thấy sợ hãi? Afraid, sợ hãi. Vậy các bạn nhớ này, cái này là đã từng làm gì đó trong quá khứ. Đã từng làm gì đó trong quá khứ. Và chúng ta chia thì quá khứ đơn luôn. Mà ở đây người ta sẽ do là sai. Chúng ta phải chuyển thành thành did. What did you do? What did you do to? What did you to do when you felt afraid? Câu số 3. Nếu bạn cảm thấy không có khỏe, bạn nên bạn không nên đi ra ngoài. Bạn không nên đi ra ngoài. Bây giờ các bạn nhớ này, mẫu câu bây giờ chúng ta có ought to infinity, nên làm gì đó, còn không nên là ought not to infinity. Ought not to infinity, không nên làm gì đó bằng sudden nhá. Cái này gọi là modal verb, một trong những modal verb. Ought not to go to school today, chúng ta phải sửa câu này thành ought not to. Câu số 4, Rick rời lớp học sớm bởi vì anh ta bị đau đầu. Ở đây không thể xài đã từng được, bị đau đầu thôi, không có xài đã từng. Vậy là harder to. Harder due to have trở thành harder. Harder headache. Câu số 5, cô ấy đã để lại tin nhắn sau khi cô ấy rời đi phải không? Cô ấy đã để lại tin nhắn trước khi, chứ không thể sau khi được nhé. Trước khi rời đi chúng ta chuyển after thành before. Chúng ta sang bài tiếp theo. Câu bài số 6 là mã. Bài số 6 là mã nha. Rồi, nối câu ở cột A với câu trả lời cột B. Bây giờ, what was life like then? Tức là cuộc sống thì như thế nào? Rồi, câu 2, what did you do in your free time? Tức là bạn đã làm gì trong thời gian rảnh? Câu số 3, why didn't you go to school? Tại sao bạn không đi học? Câu số 4, when did you start work? Bạn đã bắt đầu công việc khi nào? Câu số 5, how did your parents earn their living? Bố mẹ của bạn kiếm sống bằng cách nào? Rồi, chúng ta coi nào. Just about 10 years old, chỉ khoảng 10 tuổi thôi. Câu B, very hard, rất là cực, rất là khó khăn. In those days, và những ngày đó, we didn't use to have electricity. Và những ngày đó chúng tôi không có điện. Câu C, wander the field, đi lang thang trên cánh đồng, thả diều, chơi game. Câu D, bởi vì tôi phải chăm sóc em gái, em trai và em gái. Câu E, bằng cách trồng canh tác nông nghiệp, làm nông đó, làm nông. Rồi bây giờ, cuộc sống như thế nào chúng ta nối với B, rất là khó khăn. Rồi hồi đó không có điện này. Câu 2, bà đã làm gì trong thời gian rảnh? Đi lang thang trên cánh đồng, thả diều, chơi game, chơi trò chơi. Câu 3, tại sao bà không đi học? Bởi vì bà phải chăm sóc em trai em gái. Câu 4, bà đã bắt đầu đi làm khi nào? Khi 10 tuổi là phải làm rồi. Câu số 5, bố mẹ của bà, tức là ông bà kiếm tiền, ông cố bà cố kiếm tiền bằng cách nào? Bằng cách làm nông. Rồi xong, chúng ta xuống bài số 7 là mã. Xuống bài số 7 là mã nhé. Xuống bài số 7 là mã này. Long time ago, cách đây rất lâu rồi, có một ông vua ở Tibet gì đây này, và ông này rất là thích ăn cá. His love for fish, tình yêu dành cho cá, cái món cá của ông ta rất là to lớn, đến nỗi mà ông ấy không thể ăn được gì nếu mà không có cá trên bàn ăn. Một ngày nọ thì có một chuyện xảy ra, đó là không có mưa. Ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, không có nước ở, ngày càng ít nước ở trên sông. Và điều đó đồng nghĩa với ngày càng ít cá đi.
cho đến lúc mà chả còn con cá nào nữa, thậm chí cá dành cho nhà vua cũng không còn, và ông vua không thể ăn được cái gì cả. Ông ấy gửi người đi tới các làng chài ở đất nước để thông báo nếu mà ai mang cá cho vua thì có thể được nhận phần thưởng. Một ngày nọ thì có một người đàn ông ngư dân rất là nghèo đã xuất hiện trước cung điện của vua và cầm theo một con cá rất là to. Khi mà người gác cổng nhìn thấy con cá thì ông ấy yêu cầu người ngư dân phải mang nó cho ông ấy, và gì, ông này ông không không đồng ý nhá. Người nông dân không có đồng ý, thật thà mà nói thì ông này ông không đồng ý và khăng khăng cái gì mang cá cho vua. Chính ông ấy tự mang cá cho vua, và người gác cổng cuối cùng cũng đồng ý để ông ấy mang cá cho vua, với điều kiện là phải chia một nửa phần thưởng cho ông ấy. Sau khi người ngư dân gặp nhà vua thì đức vua đã đức vua đã hỏi anh ấy là anh ấy muốn quà nhận phần thưởng gì. Rất là ngạc nhiên, người ngư dân này muốn phạt á, và ông ấy chia sẻ cái phần thưởng này với người gác cổng. Và cái điều này mang tới cho người gác cổng một bài học là phải là gì, về sự không thật thà. Rồi ăn đập á, ăn que á, ha, đánh á. Câu số 1 nè, có điều gì đặc biệt với ông vua này? Ông này ăn rất nhiều cá ở trong bữa ăn. Ông này chỉ ăn cá. Ông này có không ăn gì hết, chỉ có ăn cá thôi. Câu D, thật là khó khăn cho ông này để ăn mà không có cá, đó là câu D. Câu số 2, chuyện gì xảy ra đối với đất nước này? Không có mưa, do đó không có nước. Câu B, không có nước trong sông. Câu C, không có mưa và không có cá nữa. Câu D, không có sông, vì thế không có nhiều cá. Không có nhiều cá, đây là không còn con cá nào luôn. Chúng ta chọn câu C. Câu số 3 này, ông vua đã làm cái gì khi mà không có cá? Câu A, ông ấy yêu cầu những người ngư dân của ông ấy phải tìm cá. Ông ấy gửi người tới làng chài để mà tìm kiếm cá. Ông ấy yêu cầu, ông ấy cho phần thưởng, đưa ra phần thưởng cho cá. Câu D, ông ấy di chuyển tới làng chài để sống. Câu C nha. Rồi sang câu số 4 này, tại sao người ngư dân nghèo đến cung điện? Câu A, bởi vì ông ấy muốn phần thưởng của đức vua. Câu B, bởi vì ông ấy muốn gặp đức vua. Câu C, bởi vì ông ấy muốn nhìn cung điện. Câu D, bởi vì ông ấy có một con cá để mang cho vua ăn. Câu D. Rồi câu 5, tại sao người ngư dân yêu cầu bị đánh làm phần thưởng? Bởi vì ông ấy muốn dạy cho đức vua một bài học. Sai, bởi vì ông ấy muốn dạy cho tên gác cổng một bài học. Bởi vì ông ấy muốn bị ăn đánh. Câu D, bởi vì ông ấy muốn làm cho đức vua giận dữ. Rồi chúng ta chọn câu B, là dạy dỗ cho người gác cổng một bài học. Rồi chúng ta qua bài số 8 La Mã, viết lại câu dựa vào từ người ta cho và xác định thì nhé. Chúng tôi không đi học vào các ngày thứ bảy. Đây là thì hiện tại đơn, nó nói về sự thật hiển nhiên, cho nên chúng ta chia hiện tại đơn we, bây giờ phải don't nhá. Hiện tại đơn we don't go to school on Saturday. We don't go to school on Saturday. Number 2, họ luôn luôn tổ chức bữa tiệc vào đêm giao thừa. Đây cũng là hiện tại đơn luôn. Đây cũng là hiện tại đơn luôn. Cho nên ở đây sẽ là they usually hold. Đây là chủ ngữ số nhiều, hold giữ nguyên. A party on New Year Eve, vào đêm giao thừa. Câu số 3, tôi sẽ gặp Trana vào bữa trưa. I am, đây là thì tương lai gần. Tương lai gần, cho nên là be going to động từ nguyên mẫu. Be going to động từ nguyên mẫu. Đó là I am going to see Trana at lunchtime. Câu số 4, vào tối hôm qua thì cô ấy đến trở về nhà vào lúc 10:30 cho tới 11:00. Bây giờ là quá khứ đơn, câu này là thì quá khứ đơn, bởi vì chúng ta thấy cái từ tối hôm qua, cho nên chúng ta chia như sau. Tối hôm qua, bây giờ đổi cái thực com này thành cột 2 là came. She came home between 10:30 and 11 o'clock. Sang câu số 5,
Nhạc jazz trở nên phổ biến ở nước Mỹ vào thập niên 1920. Đây là nói về cái thời gian trong quá khứ rồi. Cho nên chúng ta sẽ chia thì quá khứ đơn. Become chuyển thành became. Jazz became popular in United States in 1920s. Rồi tôi sẽ gọi cho bạn vào chiều thứ sáu khoảng 2:30. Đây là thì tương lai. Thì tương lai. Cho nên sẽ là will động từ nguyên mẫu. I will call you on Friday afternoon about 2:30. Number 7, người đàn ông đầu tiên mà đi lên mặt trăng là ngày vào ngày 21 tháng 7 năm 1969. Đây là quá khứ đơn rồi. The first man walk đi bộ, chuyển thêm ed vào để tạo thành quá khứ đơn. On the moon, lên mặt trăng. On the moon. Ngày tháng năm chúng ta xài giới từ on tiếp. On the 21st of July 1969. Sang câu số 8 là cấu trúc you too. Tôi đã từng sống ở nông trại với ông bà tôi và bố mẹ tôi. Vậy đây sẽ là I you too, cộng động từ nguyên mẫu. I you too stay on the farm, trên nông trại là on the farm, with my grandparents and parents. With my grandparents and my parents. Thêm chữ my cũng được. Rồi cái bài test for unit 4 của chúng ta đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong bài test for self sau unit 1, 2, 3, 4. Goodbye, see you later.